A Di Đà Phật. 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 Mượn điện thoại cũng coi vợ. A Di Đà, A Di Đà Phật. 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 A Di A Di Đà Phật. 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 Cụ bật cái loa giùm đi. A Di Đà Phật. 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 Đại chúng chúng ta đứng lên niệm Phật cầu gia bị. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại chúng chúng ta ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 3 tháng 12 năm 2023. Anh Nhuận Hóa cùng đạo tràng. Hôm nay là ngày Chủ nhật phóng sanh hàng tuần, cũng là ngày cộng tu của đạo tràng ở nơi đây. Bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi thì đạo tràng mình thì mỗi buổi chủ nhật chúng ta cùng nhau chúng ta tu tập, thì có thể là sẽ không đủ những gương mặt ngồi đây vì cuộc sống cơm áo gạo tiền, mình không thể nào mình ngồi lại đầy đủ. Nhưng mà những người nào sắp xếp được thời gian thì chúng ta cùng nhau chúng ta sách tấn nhau chúng ta tu tập, thì một đời này là mong muốn rằng Đức Phật A Di Đà đưa mình về Tây Phương Cực Lạc. Mà mong muốn Đức Phật A Di Đà đưa mình về Tây Phương Cực Lạc thì bản thân mình phải nỗ lực và phải siêng năng. Nhuận Hóa thấy
Có lần Nhật Hóa đi từ thiện, đặt lịch là chủ nhật để từ thiện, thì sáng từ thiện. Thì lúc bấy giờ có cô này cũng Phật tử, cô nói: "Thầy ơi, thầy cho quà và cho buổi sáng người đồng bào họ không đi đâu." "Hỏi sao họ không đi?" "Thầy cho họ cả triệu bạc họ cũng không đi." "Hỏi vì sao vậy?" "Vì họ tín tâm với đạo của họ, sáng chủ nhật nào họ cũng phải đi đến chỗ đạo của họ. Nếu mà bây giờ họ bỏ là không bỏ, thà họ bỏ tiền chứ họ không bỏ đạo ngày hôm đó." Nên Nhuận Hóa nghe xong, Nhuận Hóa mới trong lòng sao cảm xúc như ta, sao mình thán phục những cái con người, những người đồng bào như vậy. Cứ là trong tâm mình phục họ, phục họ ở chỗ là họ tha thiết, họ thành tâm. Có những Phật tử thì, Phật tử chúng ta thì cái tâm thành thì thậm chí nói thẳng ra thì không bằng đối với những người như đó. Có thể mình cũng có cơm áo gạo tiền, cũng lo cơm áo gạo tiền, và họ cũng phải lo cho cơm áo gạo tiền. Nhưng mà sao tính tâm với đạo họ lại mạnh hơn tính tâm của mình? Chỉ có một điều thôi, đó là tính tâm mình không bằng tính tâm của người ta. Đó là tính tâm đối với đạo Phật của mình không bằng đối với họ. Thì đạo Phật mình vốn dĩ là gì? Là đạo từ bi và bình đẳng, không phân biệt. Chính vì đạo Phật là đạo từ bi, luôn thương yêu với tất cả mọi người, chúng sanh đối xử với Phật như thế nào cũng được. Phật nói trong kinh là: "Ta xem tất cả chúng sanh là như chư Phật của đời tương lai vậy." Đấy là Phật thấy chúng ta rõ ràng là Phật. Và Phật nói rằng: "Ta là Phật đã thành, và các ngươi là Phật sẽ thành." Trong Đức Phật, trong tâm Đức Phật đây là thấy tất cả chúng sanh là Phật, là Phật thật. Nhưng mà chúng sanh thì thấy Phật là chúng sanh. Hòa Thượng Tịnh Không nói chúng sanh thấy Phật là chúng sanh. Vì sao chúng sanh thấy Phật là chúng sanh? Vì chúng sanh thấy Phật giống như bản thân mình vậy, nên không có sanh tâm cung kính đối với Phật, và thật lòng đối với đó là Tam Bảo. Để hành ra cái phước của mình, cái phước của mình, nếu mà phước phần của mình thật sự, nếu mình cung kính đối với Tam Bảo là mình được phước vô cùng lớn. Tại vì Đức Phật là một người gọi là Đại Phước Đức, mà Ngài còn gọi là Thầy của trời người, Thầy của ba cõi, anh hùng khắp ba cõi, Thầy của nhân thiên, Thầy của trời, Thầy của người, và Thầy của tất cả muôn loại chúng sanh. Đó là Đức Phật. Một vị mà phước đức lớn như vậy, một vị phước đức lớn như vậy, mà tại sao ngày hôm nay chúng ta đối với phước đức của Ngài, chúng ta gọi là không sanh khởi cái tâm cung kính? Nếu bản thân mình cung kính, giống Ấn Tổ nói rằng: "Một phần thành kính thì một phần lợi ích, nhiều phần thành kính thì nhiều phần lợi ích." Nếu thật sự chúng ta nhiều phần thành kính như vậy thì làm sao bản thân mình không có phước, mà trên đường Bồ Đề này làm sao đi mà lại gọi là giống Hòa Thượng Tịnh Không nói: "Hòa là do chính mình tạo ra, phúc cũng do tính mình tạo, hòa phúc vô môn duy nhân tự chịu." Đây là trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên có nói, đó là hòa phúc là do bản thân mình, không có cửa, tất cả đều do bản thân mình tạo lấy thôi. Nên ngày hôm nay chúng ta bắt chước đó là tính tâm, mà đây là tính tâm thật sự nha. Có nghĩa là nếu chúng ta thực hành, mà giống Nhuận Hóa nói là nếu không phát từ chân thành, chân tâm thì không thể nào được. Nên mình phát phải từ chân tâm. Nên hạnh ra mỗi chủ nhật chúng ta về lại, chúng ta đoàn viên, chúng ta gọi là đoàn viên, cùng ngồi lại với nhau, cùng tu tập. Dẫu biết cơm áo gạo tiền ở bên ngoài nó vất vả lắm rồi, thì giả sử sắp xếp được công việc thì mình cùng ngồi lại với nhau để mình cùng tu. Mà nếu mà không sắp xếp được thì thôi, tuần khác mình lại đến. Ý là đó là những cái mà chúng ta phải giữ, đó là bản thân mình sống thì có nề nếp, có quy tắc. Như vậy thì thành tâm đối với Phật, thì bản thân mình một đời này thì bản thân mình hàng ngày niệm Phật chân thành tha thiết, thì Phật sẽ đưa mình về, dốc lòng đưa mình về. Nhuận Hóa nhớ Hòa Thượng Giác Khang, Ngài có hỏi một cái câu, bây giờ Nhuận Hóa nhớ Hòa Thượng Giác Khang hỏi rất là hay.
Hòa Thượng hỏi là thế giới cực lạc có không? Giờ Nhận Hóa bắt trước Hòa Thượng Giác Khang hỏi đại chúng nha. Thế giới cực lạc có không? Có. Thế giới cực lạc có. Vậy địa ngục có không? Có. Địa ngục cũng có. Vậy thật sự là thế giới cực lạc có hay là không? Nên Hòa Thượng mới nói một câu nữa. Thế giới cực lạc, Hòa Thượng vừa hỏi là địa ngục, đối với chúng sanh ở địa ngục thì cực lạc có không? Đối với chúng sanh ở trong địa ngục thì cực lạc có không? Không. Tại sao không? Tại vì cảnh giới địa ngục họ không thể nào họ thấy được thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và những chúng sanh ở, gọi là những vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thì cực lạc có không? Tất nhiên là có. Tại sao? Tại vì cảnh giới của những vị đó hiện tại là thấy được thế giới Tây Phương Cực Lạc và ở trên đó. Nên đối với người ở Tây Phương là cực lạc có. Và đối với chúng sanh trong địa ngục là cực lạc là không có. Ngày hôm nay chúng ta tu tập cũng vậy. Đối với bản thân mình thì cực lạc Tây Phương là có thật. Nhưng mà đối với những chúng sanh thiếu thiện căn, thiếu phước đức, thiếu nhân duyên thì Tây Phương cực lạc là không có. Rõ ràng là đối với họ không có. Đối với chúng sanh trong địa ngục thì Tây Phương cũng không có. Thì đối với những người thiếu thiện căn, thiếu duyên làm gia di đà Phật thì cực lạc Tây Phương đối với họ là không có. Cực lạc Tây Phương cực lạc có là đối với bản thân mình, chứ không phải đối với người khác. Nên trong kinh có nói rằng là pháp này là pháp khó tin. Phật nói trong kinh là pháp này là pháp khó tin. Vì ai có thể tin được pháp này? Thì đây là những người đã từng gieo căn lành đối với A Di Đà Phật, nên họ mới tin tưởng đối với pháp môn này. Nên thật ra là nói bây giờ rất nhiều người để mà hủy bán đối với pháp môn tịnh độ, đối với không phải riêng tịnh độ mà đối với gọi là đại thừa, thì họ không tin tưởng và họ gọi là sanh cái tâm đó là họ hủy bán. Nhưng mà bản thân mình phải biết là gì, cái mà người ta hủy bán thì giống như Hòa Thượng nói rằng họ là những chúng giống như những chúng sanh trong địa ngục thì làm sao thấy được Tây Phương Cực Lạc? Phước họ đâu có đủ để họ thấy được A Di Đà Phật đâu. Bây giờ cũng mình cũng suy nghĩ và suy luận như vậy, thế giới Tây Phương Cực Lạc là có với những người có căn lành, có duyên lành đối với A Di Đà Phật. Còn người ta mặc xích, người ta hủy bán đều là do người ta không có duyên lành và không có phước đức như vậy. Nên cảnh giới của họ thì không có cảnh giới chư Phật trong tâm của họ. Trong tâm họ không có cảnh giới của Phật. Vì trong tâm họ toàn là những gì? Toàn là những thứ khác, không phải là những thứ gọi là thanh tịnh. Tại vì thế giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A-di-đà, trong Kinh Vô Lượng Thọ còn nói Đức Phật A-di-đà là vị Phật gì? Vô lượng thọ. Và Đức Phật A-di-đà là Đức Phật bình đẳng, thanh tịnh, chánh giác, từ bi. Nếu người thật sự mà đạt được thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi thì thế giới Tây Phương Cực Lạc sẽ là con. Nhưng mà đối với những chúng sanh nghiệp lực sâu nặng thì thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi đối với họ là không có. Nên đối với những người mà sanh tâm hủy bán đối với pháp môn tu của mình, mình cũng hoan hỷ bỏ qua cho họ. Vì sao? Vì cảnh giới của họ, tâm lượng của họ không thể nào thấy được thế giới cực lạc và cảm nhận được thế giới Tây Phương Cực Lạc. Có nhiều người nói địa ngục có, giống Hòa Thượng Minh Thông nói địa ngục có, cõi Đông Phương Phật có, gọi là cõi Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật có, cõi A Xúc Bệ Phật cũng có, cõi Đâu Xúc của Bồ Tát Di Lặc cũng có. Nhưng tại sao cõi Tây Phương Cực Lạc mọi người lại nói không có, trong khi đó Phật Thích Ca đã nói rất rõ ràng? Nên thành ra mặc cho tình, cho chư tổ, cho vị hòa thượng, các vị hòa thượng nói như thế nào đi chăng nữa, nhưng đối với trong tâm họ là không có, nên họ khẳng định là không có. Nên thành ra đối với những người này chúng ta không nên giải thích và chúng ta cũng không nên lý luận, vì bản thân họ chỉ thấy được cái của họ thôi. Họ không thấy được cái trang nghiêm, thanh tịnh, bình đẳng, giác mà trong kinh nói rõ ràng như vậy. Nên hẳn ra nếu mà trong kinh nói rằng thập địa Bồ Tát bất ly niệm Phật, ý là hàng Bồ Tát thập địa gần đến đẳng giác và thành Phật rồi cũng không hề xả niệm Phật,
cũng không hề xả niệm Phật. Bất ly niệm Phật là không xả niệm Phật, và cũng không hề xả bỏ, đó là thân cận Đức Phật. Pháp môn tịnh độ ngày hôm nay chúng ta tu đặc biệt hơn pháp môn khác ở một chỗ, đó là chúng ta mượn thắng duyên ở Tây Phương Cực Lạc mà chúng ta tu tập, về trên đó để chúng ta tu tập. Vì thế giới này không có đủ thời gian, thế giới này không đủ gọi là nghiệp lực mình, thời gian thì không có, thọ mạng cao lắm thì chỉ 100 năm thôi, thì đó là thời gian thì không đủ. Nhưng con người sống trong cõi này thì bệnh tật nhiều, để mà tu tập để thành Phật thì khó. Nên chúng ta di dân về Tây Phương Cực Lạc. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là giống như một trường học vậy đó. Mà trường học này đưa tất cả những người có căn lành, có duyên lành đối với Đức Phật A Di Đà đưa về trên đó để mà tiến tu, để một đời mà tu tập cho đến khi thành Phật thôi. Vì Đức Phật vô lượng thọ, là tuổi thọ là vô lượng, và ngài gì, và những chúng sanh sanh về trên đó cũng sẽ trở thành vô lượng thọ, vì họ sanh về trên đó một đời thành Phật và không bao giờ họ bị quay lại ta bà mà chịu khổ giống như ngày hôm nay mình. Mình là phàm phu thật nên thành thế ra mình có khổ, có đau, có bệnh, có hoạn. Còn chư thánh chư Phật là không đau, không bệnh, không hoạn, nên thành thế ra thân thể mình khác hoàn toàn với chư thánh. Nhưng trong kinh cũng có nói rằng, trong kinh Pháp Hoa, Phật Thích Ca Mâu Ni trong phẩm có phẩm gọi rằng phẩm rằng Như Lai vô lượng thọ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng có vô lượng thọ, chính là tuổi thọ cũng là vô lượng. Thích Ca Mâu Ni cũng là vô lượng, và tất cả chư Phật cũng là vô lượng thọ. Chúng ta phải nhớ điều này, là tất cả chư Phật cũng đều là vô lượng thọ. Hễ khi chúng ta sanh về Tây Phương Cực Lạc, bạn thành Phật rồi, thì bây giờ bạn cũng là vô lượng thọ. Nên trong kinh Phật nói, trong kinh Vô Lượng Thọ nói, chúng sanh sanh về Tây Phương Cực Lạc tuổi thọ là vô lượng, là không có sai đâu. Tại vì mình tu cho đến khi thành Phật, mà đã thành Phật rồi thì là vô lượng thọ giống nhau, giống như trong kinh Pháp Hoa vậy. Tại vì Đức Bổn Sư cũng nói rằng mình là vô lượng thọ, thì biết rằng tất cả chư Phật cũng như vậy. Có điều bây giờ mình còn ở tại thế gian, thì thành thử ra bản thân mình ngày hôm nay vẫn có bệnh, có hoạn, có khổ đau, có phước đức thì không giống nhau. Nên mỗi người chúng ta phải nhớ là chúng ta sanh đến cái thế gian này thì tất cả đều do phước đức và nghiệp lực nó chi phối cả. Chúng ta phải hiểu, sở dĩ ngày hôm nay mình khá hơn người khác, mình giàu hơn người khác là do gì? Do đời trước mình đã bố thí rồi, ngày hôm nay đời nay mình đến để mình hưởng. Còn đời hôm nay mình đến nhưng mà mình nghèo nàn, mình nghèo cùng, mình khổ sở. Xin thưa rằng do đời trước mình không từng gieo sự, đó là mình không từng cho ai cả, mình ích kỷ, mình bỏ sẻ, cuối cùng mình sanh vào đời này mình lại khổ, mình lại khổ nữa. Tại vì đời trước mình không cho người ta nên đời này không ai giúp mình được hết. Họ có giúp mình giúp cũng không được, tại vì cái phước báu mình không có. Tại vì đời trước mình không tạo thì đời nay không có. Nên trong kinh gọi là nhược lai tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Nhược lai kim thế quả, kim sanh tác giả thị, là như vậy. Muốn xem nhân đời trước thì xem quả báo đời này chúng ta nhận. Muốn biết quả báo của đời tương lai thì hãy xem nhân hiện tại bây giờ mình đang tạo. Đây là cách rõ ràng biết được cái nhân quả báo ứng của mình đời trước rất rõ ràng. Là tự mình phán xét lại, mình sống đến ngày hôm nay đã là bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu tuổi rồi. Thì tất cả những khi mình vừa sanh ra đời cho đến ngày hôm nay thì hoàn cảnh sống của mình như thế nào, và việc làm của mình có hanh thông hay không, thì từ đó mình mới biết được rằng đời trước mình không gieo phước đức nên đời này mình phải chịu cái quả báo như vậy. Còn hễ như người nay có nhiều người, rất nhiều người Nhận Hóa gặp, họ cũng nói: bạch thầy, chứ con kiếm tiền nhẹ nhàng lắm, tiền đến rất là nhẹ nhàng. Tại sao họ đến nhẹ nhàng như vậy, không cực nhọc gì hết mà tiền đến với họ? Xin thưa rằng họ làm phước quá nhiều đời trước, phước báo họ làm quá nhiều nên đời này người ta hưởng thôi. Đơn giản là tự nhiên đụng cảnh đụng duyên người ta hưởng thôi. Còn đời nay mà mình biết Phật Pháp rồi mà mình không tạo, đời nay mình biết Phật Pháp mình không tạo,
Hòa thượng Tịnh Không nói thì đến lúc lâm chung của mình cũng sẽ dễ bị chướng ngại. Lúc lâm chung nếu thiếu phước thì rất khổ. Người mà thiếu phước rồi, thứ nhất bạn đồng tu muốn đến thì gia đình cản trở, tại vì cái phước của cái người nằm đó không đủ để hưởng được công đức của những người đến để niệm Phật cho họ. Không phải là họ, không phải là cứ đến hộ niệm là hộ niệm được đâu. Có nghĩa là đến hộ niệm cho họ, có rất nhiều người có thể là đến hộ niệm cho họ mà tốt, nhưng mà vì oan gia trái chủ cản trở cho họ, khiến cho người này không thể nào được mọi người tha thiết để đến hộ niệm. Còn đến hộ niệm mà đến niệm cho chơi chơi thì cũng tốt đấy, còn đỡ hơn là không niệm. Nhưng thật sự để người thành tâm đến hộ niệm cho người nào đó thì bản thân người này cũng có phước, gia đình không cản trở, nên hạnh ra phước báu họ đầy đủ. Nên khi duyên lành đầy đủ đến cho họ thì khi mà hộ niệm cho họ rồi thì sẽ thấy những cái thọ tướng rất là đẹp, thậm chí họ còn thấy Phật trước khi họ ra đi. Đó là những hiện tượng mà cho chúng ta thấy rằng phước báu của người họ đầy đủ. Tại vì phước báu đầy đủ rồi thì đến lúc trong chung của mình thì nó nhẹ nhàng để mình chút hơi thở, tại vì mình có chút phước báu bảo bọc mình. Nên khi mà Hòa Thượng Tịnh Không có nói một đoạn này, giả sử thọ mạng của mình là không thể, gọi là thọ mạng mình yếu, gọi là sẽ chết sớm giống Hòa Thượng Tịnh Không đấy. Đó là Hòa Thượng Tịnh Không, là cái thọ mạng của Ngài là không thể nào mà sống lâu được, đến 45 tuổi là Ngài phải ra đi. Ba người cùng tu với nhau thì ba người thì Hòa Thượng Tịnh Không cùng hai vị Pháp Sư nữa thì đều cùng tuổi đó, cùng tuổi 45 hết. Nhưng mà Hòa Thượng Tịnh Không vì Ngài tạo phước nhiều, cái việc phước duyên Ngài tạo nhiều và là lập nhiều cái phước báu, nên cuối cùng là qua cái tuổi 45 thì Ngài không có phải chết, còn hai vị kia thì phải ra đi. Cho nên mới thấy rằng cái phước báu phải do mình huân tập, phước báu phải do mình tích lũy và mình phải làm. Cái phước nó quan trọng dữ lắm. Nếu mà không có phước thì đến lúc lâm chung mình không thể nào mà mình giữ được cái chánh niệm. Nên Hòa Thượng nhắc nhở rất nhiều trong Vô Lượng Thọ 10, Hòa Thượng giảng rất nhiều đoạn Ngài khai thị về đó là sự lợi ích của việc đó là bố thí, phóng sanh, giúp đỡ tất cả mọi người, rất nhiều việc như thế này. Và Hòa Thượng nói hồi xưa Ngài cũng rất khổ, không có tiền để Ngài bố thí, Ngài làm phước, cuối cùng Ngài tích lũy từng đồng. Tại vì Đại sư Chương Gia hỏi Ngài Hòa Thượng Tịnh Không, Hòa Thượng Tịnh Không hỏi cách nào để con có thể thực hành tu tập, thì nó ông hãy dùng sự bố thí. Tại chúng ta phải biết rằng trong bố thí có buông xả. Người này bố thí được thì trong tâm người này cũng xả được. Nên cái bố thí cũng là một cách trong nhà Phật, đó là để buông xả. Nhưng mà tùy theo hoàn cảnh của mình. Nhà Hoa bữa ra Hải Dương cũng nói là tùy theo hoàn cảnh của mình mà mình lập phương cách bố thí nó khác nhau. Bố thí phóng sanh, làm những việc lợi ích cho chúng sanh, hoặc là làm lợi ích cúng dường tam bảo, thì tất cả những cái đó đều phải thuận theo nguyên lý nguyên tắc trong gia đình của mình. Đó là trong gia đình của mình thì sắp xếp để mình có thể, để mình làm phước đức. Giống có một chú Phật tử lúc trước chú hay liên lạc với Nhận Hóa, chú nói bạch thầy, con hay lập ra một cái quỹ. Cái quỹ của con là quỹ từ thiện, cứ một ngày như vậy thì con bỏ một đô vô trong cái con gọi là cái tiền ở trên tam bảo, ban tam bảo, để con cuối tháng con lấy cái tiền đó con đi giúp đỡ người nghèo. Nhân Hóa nói chú làm vậy rất là tốt, nhưng mà phải nói là tùy theo khả năng của mọi người. Giống như hôm bữa Nhân Hóa nói ở Hải Dương là bản thân mình ngày hôm nay lương mình làm được có 5 triệu mà mình đi làm hết 5 triệu đó là sai rồi. Là bản thân mình ngày hôm nay lương chỉ có 5 triệu thôi thì mình phải làm gì, ít nhất là cũng phải được 50.000 hay là 100.000 mình bỏ ra để gì, để mình làm phước báu cho mình. Cái đó là cái đơn giản nhất mà hầu như ai cũng có thể làm được. Thế là bản thân mình làm ra bao nhiêu thì phải chi tiêu ở trong gia đình nữa. Nhưng mà có nhiều người không hiểu được cái lợi ích ở chỗ này. Họ đi, họ đem tất cả những gì tiền của họ, họ đem đi, họ đi giống như Hòa Thượng Tịnh Không nói. Có gia đình đó nghe Hòa Thượng giảng, mà Hòa Thượng giảng rất nhiều lần và giảng rất kỹ càng.
mỗi lần đều khác nhau nhưng rất kỹ càng. Nhưng họ không biết, họ đem xe của họ, họ đi họ bán đi, đem nhà bán đi. Rồi họ lại gọi hòa thượng, nói bạch hòa thượng, bây giờ con làm theo lời ngài, con bán hết tất cả rồi, giờ con khổ quá, bây giờ không có chỗ ở, thì bây giờ phải làm sao? Hòa thượng nói tôi có dạy cô cách đó đâu, tôi dạy cô cách là gì? Bố thí cúng dường theo cái gọi là cái khả năng của mình, nhưng nghe một đường mà gì, mà hành một nẻo. Nên hình ra Nhuận Hóa nói rất là sợ. Sợ gì? Sợ mình nói đã rồi mọi người sẽ hiểu lầm cái vấn đề này. Nên bữa Nhật ở Hải Dương là Nhuận Hóa giảng tại chùa Keo khuya rồi, mà Nhuận Hóa vẫn giảng đến gọi là hơn một tiếng đồng hồ. Tại vì nói xong chập đã phải giải thích lại cho người ta hiểu rõ ràng. Tại Hòa Thượng Tịnh Không ngài nói, nhưng mà ngài nói rất nhiều bài giảng. Cả cuộc đời ngài dành gọi là gần 60 năm để mà giảng pháp trên giảng đài mà. Một ngày 4 tiếng, 2 tiếng đồng hồ ngồi trên giảng đài, thì chúng ta biết là rất nhiều bài giảng thì tất nhiên sẽ khác nhau, nhưng cái người nghe bị hiểu lầm. Không phải người nói không đúng, mà người nghe bị hiểu lầm. Nên bản thân mình ngày hôm nay, mình đừng có nghĩ ngày hôm nay để mình cố gắng mình làm, mai mốt mình chết rồi con cái mình làm cho mình. Nói thẳng một câu, no, không bao giờ nó làm cho bạn đâu. Phải rõ ràng như vậy. Nên tự bản thân mình phải làm phước cho mình, mai mốt mình chết rồi mình đi xuống quỷ Diêm Vương, không được về Tây Phương Cực Lạc. Nếu thật sự, tại vì bài giảng này ngày hôm nay ngồi đây rất nhiều người nghe, nhưng mà chưa chắc gì người đó đã tu tịnh độ mà cầu vãng sanh. Giả sử ngày hôm nay bạn đi xuống vua Diêm La Vương để mà công đo đăng đếm trong vòng 49 ngày của bạn, trong vòng 49 ngày này sẽ xem phước đức của bạn có hay là không có. Phước đức nhiều thì bạn sẽ đầu thai về chỗ khác, nếu nghiệp ác nhiều mà phước đức ít thì bạn phải trôi lăn rồi là phải vào địa ngục. Vậy thì bước xuống vua Diêm La thì ông mới hỏi, lúc đó mình mới cầu trong vòng 49 ngày đó thì bắt đầu cầu xin, nói rằng con cái sẽ làm phước cho ta. Nhưng mà xin thưa, 49 ngày người biết Phật pháp họ sẽ làm cho bạn rất ít. Tại vì trong kinh Địa Tạng nói 7 phần thì người chết chỉ hưởng được có 1 phần. Vậy tại sao bây giờ không tranh thủ thời gian mà mình làm? Bây giờ mình làm gì? Mình làm 7 phần, mình làm 10 phần, 7 phần thì mình hưởng hết tất cả. Chỉ có mình hưởng thôi. Nhưng mà đến lúc lâm chung xuống dưới đó nằm đó, rồi nói con bây giờ con đợi con làm phước cho con. Đến 49 ngày rồi, chuẩn bị đi đầu thai, chuẩn bị đọa xuống địa ngục rồi, công đo đăng đếm một lần nữa. Vua Diêm La nói có ai làm cho bà đâu, thì thôi bây giờ bà xuống địa ngục trả nghiệp đi. Ác nghiệp bà nhiều quá, phước bà ít quá, thì thôi bà sanh về đây đã. Bà vào đây bà trả xong rồi bà lại lên làm người, mai mốt chịu khó tích phước. Nên thành thử ra cái phước đức của mình, nghiệp lực của mình là do bản thân mình phải tự làm. Con cái nó không thay mình được. Đến lúc lâm chung đi xuống, gọi là mình chết rồi, con nó còn sống sờ sờ, lúc đó nó cũng đâu đi xuống đó, nó trả giùm mình đâu. Nên thành thử ra bản thân mình còn có thể làm, thì bản thân mình hãy làm đi. Những Phật tử nào mà nghe ở lời này, giả sử mọi người ở xa xôi, nơi nào mà có những hoàn cảnh người khó khăn, thì chúng ta giúp đỡ những chúng sanh ở nơi đó cũng được. Chúng ta phóng sanh làm lợi ích cho chúng sanh, rồi chúng ta làm những việc từ thiện giúp ích cho xã hội. Hoặc là mình làm những việc đó là lo phụng sự cho Tam Bảo, thì tùy theo cái khả năng của mình để mình làm lợi ích như vậy. Nhưng mà bản thân mình phải biết rằng rõ ràng một điều, phước đức là do mình tạo. Đừng có nghĩ ngày hôm nay phước đức cúng dường Tam Bảo vậy là được rồi, mình không cần phải làm những việc thiện như là phóng sanh giúp người nghèo. Nhà Hóa xin thưa đại chúng, chúng ta không nên phân biệt như vậy. Cái gì mình làm được thì thôi mình làm, cái gì mình làm được thì mình cứ làm, chứ mình không chấp chặt. Giống Nhẫn Hóa đó, Nhẫn Hóa không chấp chặt việc đó là Nhẫn Hóa chỉ phóng sanh, Nhẫn Hóa còn từ thiện, Nhẫn Hóa là in máy nghe pháp hàng tuần cho mọi người. Đấy là bản thân mình không chấp chặt chỉ làm một việc. Đấy là bản thân mình làm được việc gì thì mình cứ làm đi, làm được việc gì thì mình cứ làm đi, tùy theo khả năng của mình. Chứ không phải nói bây giờ bản thân mình không có, thật sự trong lòng, trong mình không có tiền. Không có tiền thì phải làm sao đây? Không có tiền thì không nên cúng dường. Thật sự như vậy, không có tiền không nên cúng dường Tam Bảo.
bằng tiền của mình, đâu có đâu, đi vay mượn cúng dường đây là rất là không tốt. Mà nếu mà vay mượn như vậy đi cúng dường Tam Bảo là sai. Vậy thì bây giờ muốn cúng dường Tam Bảo bằng cách nào? Vậy thì đi quét dọn. Bây giờ ở nơi Tam Bảo người ta rác người ta nhiều đó, đến quét rác. Đó là gì? Nội tài. Chúng ta phải biết trong cái sự bố thí có ngoại tài và nội tài. Ngoại tài là những cái tiền tài mình có, mình đem đi mình bố thí, mình gửi người khác, giúp người khác làm. Nhưng mà nội tài là bản thân mình đi làm. Ngày hôm nay mình đến, mình chăm chút, giống như kiểu dơ quá, chánh điện dơ quá, mình đi mình lau, đó là nội tài chứ gì nữa. Nên là đưa ra cái sự mà thực tập mà làm việc thiện, hoặc là bố thí phóng sanh giúp đỡ người nghèo, hoặc bố thí cúng dường, tất cả đều có thể làm được. Không có tiền cũng làm được. Hay đặc biệt một điều như vậy, nên Hòa Thượng Tịnh Không nói rất hay. Hòa Thượng Tịnh Không nói rất hay, đó là bạn không có tiền bạn vẫn làm được. Có những người họ nghèo, họ không có tiền, họ lấy trồng rau, họ lấy rau của họ, họ cho người nghèo. Đó là gì? Đó cũng là bố thí. Chứ mọi người nghĩ cao xa, tôi có tiền mới được. Chưa chắc gì người có tiền lại phước đức bằng cái người mà thành tâm bố thí giúp đỡ. Nên khi xưa có một vị ăn xin. Bà ăn xin này thì bà rất là người ăn xin này nhỏ mà còn nhỏ, rất là nghèo cùng. Thì trong đồng chỉ có 2 xu tiền thôi. 2 xu tiền bà mới gọi là mua muối. Bà lên bà cúng dường đối với Tam Bảo. Bà cúng dường thì vị thầy trụ trì mới ra nhận cái sự cúng dường của bà là 2 đồng xu đó. Thì nhận xong rồi thì sau này thì không, nhân duyên lành của bà đến rồi. Cuối cùng sau bà gặp được nhà vua và bà cưới lấy được nhà vua. Thì nhà vua thương bà này hết cỡ và phong bà này trở thành hoàng hậu. Lúc bấy giờ bà nhớ ơn của Tam Bảo, vì hồi xưa mình đã gieo trồng cái phước đức. Nghèo mà mình gieo như vậy thì mình gieo phước đức nhớ ơn, nên bà mới đến, bà tìm cách để bà đem đến, bà lấy tiền, rất là nhiều tiền của bà, vàng bạc nữa, đem đến để cúng dường cho Tam Bảo. Nhưng bà nghĩ là bây giờ là mình chỉ cần tạ lễ thôi, nhờ mấy nô tỳ người hầu đi là được rồi. Thế là những người hầu nô tỳ thì đến chùa, tìm cái chùa đó, Tam Bảo đó, và đến và cung kính và cúng dường. Thì lúc bấy giờ thì vị thầy trụ trì không có ra, chỉ đưa một chú tiểu đi ra thôi. Thì lúc bấy giờ chú tiểu bước ra nhận quà, nhận những cái gì mà hoàng hậu đem đến để cúng dường. Thì lúc bấy giờ người nô tỳ, người hầu mới về kể lại cho bà hoàng hậu nghe. Lúc bấy giờ hoàng hậu rất là giận, rất là tức. Hồi xưa ông thầy trụ trì ông đích thân ra đón tôi để nhận sự cúng dường, vậy mà bây giờ ông khinh chê tôi. Bây giờ tôi đem rất nhiều tiền đến, vậy mà ông khinh chê, ông không thèm bước ra để nhận sự cúng dường của tôi. Thế là bà hoàng hậu rất tức giận và đến để hỏi cho ra lẽ. Không biết ông thầy này, ông như vậy là gọi là không hợp lệ đối với bà hoàng hậu. Người ta hoàng hậu là mẫu nghi của thiên hạ mà, thì vợ của vua mà. Khi đi đến thì mới hỏi vị thầy, tại sao khi xưa con cúng dường có 2 xu mà ngài đích thân ngài ra ngài nhận, ngày hôm nay con đem rất nhiều đến mà ngài không hèm ra để nhận. Lúc đó vị thầy trụ trì nói, khi xưa bà đem đến 2 xu nhưng mà đem bằng tấm lòng thành của bà dâng đến Tam Bảo. Bà không có tiền, bà thành tâm, bà tha thiết, nên 2 xu của bà rất lớn. Nếu tôi không ra là tôi có lỗi với bà, nên đích thân tôi ra để tôi nhận 2 xu tiền của bà. Nhưng mà ngày hôm nay bà không thèm, bà không đến, bà chỉ nghĩ rằng mình có tiền thì mình đưa đến là được rồi. Tất cả những vàng bạc, những đá quý bà đem ngày hôm nay không bằng phước đức của 2 xu khi xưa bà tạo. Thế là bà hoàng hậu mới tỉnh ra, mới hiểu ra khi xưa mình làm ít
Nhưng mà mình thành tâm chân thành nên phước mình nhiều. Ngày hôm nay mình làm tuy là mình làm nhiều nhưng mà tâm không thành nên phước đức là không có. Không có mấy chứ không phải là không có, không có mấy. Nên giống như ngày hôm nay chúng ta cũng vậy. Đâu phải ai cũng có hoàn cảnh khá giả giống như ai đâu. Nhưng mà những người mà không, nhiều lúc chúng ta thấy vậy đó, những người mà hoàn cảnh, tại họ Thượng Tịnh Không nói là những người đời nay nghèo đa phần nhiều đời sau họ lại giàu, vì họ biết chân thành, họ làm việc phước đức, họ làm việc thiện. Còn những người đa phần người đời nay giàu, lo ăn chơi, lo làm những việc là không đem đến lợi ích cho xã hội, hay là đem đến lợi ích cho những người khác, thì đời sau lại nghèo, là ngược lại. Đó là đời nay chúng ta nghèo, biết làm thiện, biết phước đức thì đời sau giàu có. Còn những người mà đời nay giàu có, không biết làm thiện thì đời sau thì trở nghèo cùng. Còn nếu mà người nghèo mà chúng ta không biết tích lũy nữa thì bản thân mình thì cứ như vậy thôi, cũng nghèo, đời sau còn nghèo hơn nữa, thậm chí còn phải tạo nghiệp thì phải trả nghiệp. Còn người giàu nếu biết càng làm thiện thì càng phước đức đời sau càng lớn, còn nếu không thì cũng là đời sau cũng giống như vậy. Nhưng mà đức phước đức gì đi chăng nữa, chúng ta phải nhớ là không bằng chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Một mặt ở thế gian chúng ta tu phước đức để bảo bọc mình, mặt thứ hai chúng ta niệm Phật cầu Phật lực gia trì đưa mình về Tây Phương Cực Lạc. Đây là việc mà còn ở tại thế gian thì phải nên làm. Hòa Thượng Tịnh Không nói rất rõ, hễ chúng ta còn ở thế gian thì chúng ta hãy nên làm cái việc này. Chúng ta hãy bòn phước đức để lo bảo, gọi là phước đức mình đem về Tây Phương Cực Lạc càng sớm càng tốt, càng nhiều càng tốt. Nhiều đây đó là chúng ta thành tâm càng nhiều càng tốt, là tùy theo cái khả năng của mình. Giống như câu chuyện Nhẫn Hóa nói, nhiều lúc chúng ta nghĩ chúng ta làm nhiều nhưng không bằng người ta làm ít. Nhưng mà cái người làm ít nhưng mà nhiều lúc không chân thành thì cũng không bằng cái người làm nhiều. Nên pháp của Phật là nó không nhất định ở từng đối tượng khác nhau. Ở từng đối tượng thì theo tâm của mình như thế nào thì chiêu cảm phước đức và thiện căn nhân duyên của mình hoàn toàn là khác nhau. Nên hình thử ra bản thân mình ngày hôm nay tu học đối với pháp môn tịnh độ rồi, chúng ta biết rồi, một đời này chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, những gì bảo bọc mình thì mình làm để mình, gọi là giống như cái gọi là phước đức có thì bảo bọc mình cho cái nghiệp mình nó cũng đỡ hơn. Giống như bây giờ có cái người có phước đó, họ kiếm tiền dễ, giống như có nhiều người kiếm tiền dễ, ngày hôm nay mình kiếm tiền khó, mình vừa tu vừa kiếm tiền khó khăn quá, là biết là mình đời trước không tạo, đời nay không tạo thì nữa, thì lỡ cuối đời mình không thay đổi được. Như Hòa Thượng Tịnh Không là thay đổi ngay hiện đời của Ngài luôn, mà rất nhiều người là thay đổi ngay hiện đời của họ luôn, là ngay hiện đời của họ phước đức họ thay đổi. Thì nếu mà cái người mà khổ quá thì niệm Phật lại không vô. Nói thật với đại chúng là khổ quá, tối ngày nghỉ ngày mai làm sao kiếm ra được đồng tiền để mua gạo, mua đồ ăn, thì thế là khổ quá lại không tu được. Nên thành thử ra ngoài việc đồng áng làm việc của mình ra thì hãy tích phước mình giống như tích những giọt nước chứa đầy cái lu vậy, cứ tích tầng dần để cho cái phước của mình nó có để khỏe khoắn cho mình và bản thân mình dễ dàng mình niệm Phật hơn. Thôi ngày hôm nay Nhẫn Hóa chia sẻ tới đây thôi, chỉ 11 giờ mấy rồi, nói chuyện với đại chúng đôi lời để sách tấn đại chúng biết rằng ngày hôm nay Nhật đại chúng mà về đây tu tập thì bỏ mất ngày làm việc của mình. Nhưng mà thôi, cái đó cũng là cái rất là tốt. Tốt gì ngày hôm nay về nương Tam Bảo chúng ta tu tập, ngoài ra xong rồi anh chị em hòa hợp với nhau, cùng ngồi lại để mà chúng ta ăn uống, xong rồi chiều chúng ta tu tập cái nữa. Tuy là thấy vậy đó, nhưng mà cái đó cũng là cái phước của mình bảo bọc mình ngồi đây, chứ nếu không mình không có phước mình cũng không tu được. Nên biết là vất vả khó khăn, nên mọi người nếu mà sắp xếp được thì tu, mà không sắp xếp được thì chịu vậy. Có nghĩa là tùy theo thời gian của mình, không được thì thôi ở nhà chịu khó đi làm niệm Phật nhiều hơn. A Di Đà Phật. Thôi đại chúng chúng ta đứng lên để hồi hướng nha.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Ai gọi?